Chương 12. Ngũ sắc lịnh nhân mục manh, ngũ âm lịnh nhân nhĩ lung, ngũ vị lịnh nhân khẩu sảng, chí xính điền liệp lịnh nhân tâm phát cuồng, năn đắc chi hóa lịnh nhân hành phương. Năm màu khiến người người tối mắt, năm giọng khiến người điếc tai, năm mùi khiến người tê lưỡi, sải ngựa săn bắn khiến cho lòng hóa cuồng, của cải khó đặng khiến cho người người gặp nhiều tai nạn. Thị dĩ thánh nhân, vị phúc bất vị mục, cố khử bì thủ thử. Bởi vậy, thánh nhân vì bụng mà không vì mắt, nên bỏ cái này mà lấy cái kia. Trần Trụ giải thích chương này như sau. Đây là nói về cái hại của văn minh vật chất. Văn minh vật chất càng tiến bộ, thì sự theo đuổi thinh sắc càng ngày càng tăng gấp nhiều lần, khiến cho người người mù mắt, điếc tai, tê lưỡi, cuồng tâm mà không thôi đặng. Cái loạn của thiên hạ vì đó mà sinh ra. Thánh nhân vì bụng mà không vì mắt, là vụ ở trong mà không vụ ở ngoài. Không vụ sự làm cho đẹp mắt êm tai kích thích thêm nhiều dục vọng, mà làm cho con người quên mất thiên chân,